sư. Nơi đây là điện Quỳnh Long, di tích của Đức Quỳnh, giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là cái dạng của Đức Thầy. Được không? Thấy cỏ hoa cảnh bắc tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy, đạo gần đất ma vương theo khuấy, dùng thân thần thông nghị lực diệt tan. Cái này là cổ kinh sách của thầy. Ghen tu đắc đạo cứu cụ quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn về công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quyền. Kỳ xã hội nay còn một lúc sau, chẳng tu đặng có hữu nhờ, gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiện giống chi hưởng nấy. Xin biết ngày cái chư vị cho con cho phép con quay một đoạn video. Đây là đây thôi, nên đây là chánh điện của Đức Thầy. Cái gì à? Rắn hả? Cái này là da, da như con lột. Ông dài ha.